Ok, xin chào tất cả các bạn. Đấy, hôm nay lại gặp được người anh em thiện lành để cùng nhau đi chơi, làm được cái việc này là việc có ích. Đấy, thì như hôm qua hứa mọi người đấy, khi đi khảo sát thì chỗ này rất là bẩn. Anh em sẽ dọn chỗ này nó sạch lên một tí. Đấy, thì mình sẽ phân chia ra trong tí đã cho vào túi. Ok, đây bắt đầu đây. Ni lông để nó ni lông có thứ đấy thì thôi. Ok. Đây, những cái đồ túi ni lông với nhựa này nó không phân hủy được, và các bạn đang tự là phá hoại cuộc sống của các bạn, làm mất đi sự sống của quả đất này. Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất, các bạn đang giết chết tương lai của các bạn. Ghê quá. Kiếp này tao hồ làm sướng luôn.
thì ni lông đầy này có tác dụng thì không sao được. Anh em tôi đã phân loại được rất nhiều những loại thể loại hữu cơ với cả ni lông ni lủng rồi. Sẽ để rất là gọn gàng vào. Dọn như thế này xong rồi mà các bác gọi là vệ sinh môi trường mà không dọn nữa thì thôi bọn tôi cũng chịu. Anh em đã cố gắng làm rồi thì bây giờ đống rác đã bị bay rồi, anh em dồn vào một góc rồi, nhưng mà trời đang mưa, trời bắt đầu đổ mưa thì anh em tạm dừng đấy. Thì ở đây lúc đầu như thế nào thì các bạn biết rồi đấy, thì giờ là sau một thời gian anh em tổ chức dọn dẹp rác thì nó đã quy củ về các đống rồi. Ok, xin chào và mong rằng là mỗi người ý thức tí về cộng đồng liên quan đến vấn đề rác thải, tại vì môi trường sống của chúng ta rất quan trọng, sạch đẹp thì đúng không, cơ thể là tốt.